Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đi ăn bịch gò công, một quán như ý trên đường Minh Phụng, quận 11. Đây là sẽ có nhiều option và style ăn cho mọi miền trên đất nước. Ví dụ sẽ có phục vụ bún, miến, bánh canh, như có bánh canh nữa, có huyết nếp nữa. Và cái phần ăn ở đây là phần ăn dành cho hai người, một phần tương vịt. Ở đây là mình đã chọn miến. Ồ, quá trời hành phi luôn. Chặt theo kiểu cổ điển. Ở đây mình có một phần gỏi nữa, ăn kèm với vịt. Nếu mà ai ăn nhạt thì cứ để như vậy, còn muốn đậm đà hơn thì mình có thể lấy nước mắm người ta cho để mình chan thêm, mình trộn lại với nhau ăn cho nó đậm vị hơn. Và tất nhiên ăn vịt là không thể bỏ sót qua cái việc là chấm với nước mắm gừng. Ăn vịt mà không chấm nước mắm gừng thì đó là một sai sót rất là lớn. Gừng có vị ấm, còn vịt thì là vị lạnh. Nếu mà ăn vịt không thì dễ bị đau bụng, dễ bị hàn á. Ăn với gừng để nó tiêu bớt vị hàn đi để mà dễ tiêu, dễ ấm bụng hơn. Đây mình đã chọn ăn miếng nhẹ nhàng, không quá nhiều calorie. Chúc các bạn ngon miệng.